Thấy ông thì tôi lo để tao chụp đầu đấy. À, lòng chim Minh Úc Ích xin chào quý anh em nghệ nhân. Hôm nay lòng chim Minh Úc Ích tiếp tục giới thiệu cho mấy anh một cây lòng siêu phẩm. Siêu phẩm, tiếp tục là một siêu phẩm của năm 2019 nha mấy anh. Giờ cuối năm 2018 rồi em đăng 2019 lên cho mấy anh coi. À, trong hình mấy anh thấy đây, đây là một cây lòng chào màu than 68 nang. 68 nang nha mấy anh. Che già như thế này đây. Đó, trong hình mấy anh thấy. Nó đen mà em nói là đó, mấy anh nhìn đi. Nó độ cái này là sừng bò Phi Châu nha mấy anh, sừng bò Phi Châu. Đây. Giờ em đi vô chi tiết cho mấy anh coi. Đây là một cây tan trơn và nói chung phanh trơn, nói chung đây là một cây trơn cực kỳ đơn giản, nhưng cái nước che của nó với lại cái sừng bò Phi Châu này cẩn lên thì có thể nói là chưa có nhiều. À, đây là một trong những cái cây độc, quá đỉnh của năm 2019. Rồi bây giờ em xin đi vô chi tiết cho mấy anh coi. Em vô phần nóc trước đi. Đây là phần nóc nè, một cái móc che với lại cái bộ, đây là bộ nằm nè, bầu bí trơn chứ. Đây là nguyên cái lòng trơn, em nói lộn. Bầu bí trơn bằng sừng bò Châu Phi. Rất là đẹp nha mấy anh. Còn cái chao đây là chao trơn, che già, cực kỳ láng mịn. Đây là nói chung siêu phẩm á. Đây là cái bánh tiêu cũng là độ bằng sừng bò. Nói chung đây là nguyên một cái lòng che già độ sừng bò Phi Châu. Rồi, tất cả các cái vanh của nó đều là che già trơn nhẵn mịn nang, thì đó mấy anh có thể coi trực tiếp. Đây là về cái phần cửa, đây là cửa trên nha mấy anh. Dây leo cách điệu bằng sừng bò, quá đẹp, quá độc. Các cái vanh mấy anh có thể nhìn thấy nó đen, mà em nói là nó đen, em zoom vô cho mấy anh coi cái vanh này. Đó, nó đen, nó quá đen đi mấy anh ơi. Dạ. Đó. Quá đẹp nha mấy anh. Rồi đây. Bây giờ đi xuống cái phần dưới đây. Tất cả cái vanh trơn, đây là cái phần cửa chính nè. Đây em zoom vô cái cửa cho mấy anh coi. Sừng bò Phi Châu nha mấy anh, cực kỳ đẹp, cực kỳ độc, cực kỳ lạ. Hàng đỉnh của đỉnh. Đây là cái bộ chân. Wow, che nè. Wow, quá đẹp nha mấy anh. Anh nào mà muốn xem hình chi tiết hơn về cái lòng này á, có thể truy cập vào website minhocmix.net nha mấy anh, hoặc là fanpage lòng chim Minh Úc Ích. Vô Facebook mấy anh bấm lòng chim Minh Úc Ích là sẽ hiện lên fanpage của bên em. Trong đó giá và hình cụ thể sẽ để cho mấy anh coi. Hoặc là anh nào mà nóng lòng thì có thể truy cập vào cái số điện thoại 0914585838 hoặc là số 0984616791 thì bên em sẽ giải đáp mọi thắc mắc của mấy anh nha. Đây bây giờ em đi về cái phần bên hông một chút. Đây là cái phần bọ nè, tiếp tục 6 cái cửa sổ của cái lòng này á là em cũng độ bằng sừng bò Phi Châu, mà đặc biệt ở đây là cái nẹp á là nẹp tre. Nhưng mà cái mặt ngoài của cái nẹp á, em sẽ zoom lên cho mấy anh coi cho nó dễ. Cái mặt ngoài của cái nẹp đây mấy anh thấy không? Quá đẹp. Sẵn luôn cả sừng bò vô luôn nha mấy anh. Quá độc, quá đỉnh. Còn cái nước che nè mấy anh cứ nhìn đi. Quá già nha mấy anh. Đây là phần bở nè. Phần bở của nó cũng phải nói là quá đẹp. Quá đẹp, không thể nào diễn tả nên lời cái lòng này được. Cực độc và cực đẹp. Cây cầu thang ở trong đây em để sẵn thì nó cũng là tích hợp cái hai cái đầu độ sừng bò luôn. Đây em xin quay các cái mặt còn lại cho mấy anh coi. Đây là mặt sau của cái lòng nha mấy anh. Mặt sau của cái lòng quá đẹp, quá đỉnh nha mấy anh. Quá độc.
anh nào mà sở hữu cây này thì em nghĩ là con chim bỏ vô cái giá trị nó sẽ tăng lên rất nhiều lần nha mấy anh. Wow, đây đây là cái phần cái mẫu nhỏ thôi, cái mẫu nhỏ bắt nẹt thôi, đủ nói lên cái độ kỹ của cái lồng này rồi. Hay còn một cái phần nữa là phần đít, cái phần đít cũng là cẩn sừng bò luôn nha mấy anh, quá đẹp nha. Rồi quá đỉnh. Đây, mặt trước. Em xin nhắc lại là anh nào mà muốn tham khảo về cái lồng này có thể truy cập vào website minhongmich.net nha mấy anh, hoặc là fanpage lồng chim Minh Ông Ích nha mấy anh. Xin cảm ơn mấy anh và hẹn gặp lại.